这挺好。Mình nhận ra một điều là ở đây ăn rất được nhiều kem, ba viên kem này các lớn khác có hai viên thôi. Đẹp luôn em ạ, mặc hôm nay mặc cây này là đẹp ấy. Thank you.
đồ ăn vặt. Da khô, đồ ăn vặt. Cái này mình gọi là cái gì nhỉ? Quên rồi. Hướng dương. Ở hướng dương. Cơm cháy. Cơm cháy. Quy mô ở đây rất là đẹp.